Liên quan đến những thông tin về thanh long ruộng đỏ trên truyền thông trong thời gian qua, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức buổi họp để làm rõ những vấn đề xung quanh câu chuyện này. Theo đó, vẫn còn nhiều băn khoăn về hướng giải quyết ổn thỏa cho người dân và doanh nghiệp xuất khẩu thanh long ruộng đỏ đi Nhật Bản. Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Cục Trồng trọt cho biết, việc cục cấp bảo hộ giống năm 2016 cho Viện Cây Ăn Quả Miền Nam và việc chuyển nhượng của Viện cho công ty Hoàng Phát Brut là đúng luật Việt Nam. Như vậy, Hoàng Phát có quyền thực thi quyền sở hữu đối với các giống đó. Người dân doanh nghiệp khi xuất khẩu đi Hàn Quốc và Nhật Bản phải chấp nhận các điều kiện của công ty này. Liên quan đến vấn đề này, phía Hoàng Phát Brut cho biết sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống thanh long LD1. Doanh nghiệp nào muốn xuất khẩu thì công ty chúng tôi sẵn sàng kết hợp với Sở Nông nghiệp, các tỉnh thành, doanh nghiệp xuất khẩu cùng với chính quyền địa phương để gặp gỡ bà con nông dân, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tôi đang hợp tác với bà con nông dân bây giờ là 40.000 đồng một ký. Thì lúc đó doanh nghiệp sẽ hỗ trợ bà con nông dân với bước đầu là 30% với sự chứng kiến ba bên của lãnh đạo tỉnh, công ty Hoàng Phát Food và cái công ty mà muốn xuất khẩu. Tôi đánh giá rất cao cái trách nhiệm xã hội cũng như chia sẻ của công ty Hoàng Phát đối với vấn đề thanh long ruột đỏ. Họ đã công bố một cách rất rõ ràng về cái mức thu phí có thể nói rất chấp nhận được đối với những doanh nghiệp xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc khi cần xác định nguồn gốc giống khi cung cấp mã số vùng trồng. Còn các thị trường khác thì họ miễn phí cho doanh nghiệp. Đại diện Cục Trồng trọt cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phát Brut sớm có văn bản cam kết gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cục Trồng trọt cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu thanh long để tạo điều kiện thuận lợi cho thanh long xuất ngoại.